Hôm nay thì người dân sẽ đi học, đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Vậy tình hình thời tiết có thuận lợi cho mọi người đi làm hay không? Thì biên tập viên Quốc Sáng hiện đang có mặt ở ngoài trời sẽ cập nhật được quý vị ạ. Vậy anh Quốc Sáng ạ, nhiệt độ ngoài trời lúc này thì đang là bao nhiêu độ rồi ạ? Và có tình hình mưa nhẹ hay như thế nào đáng chú ý hay Tiếng không ạ? thôi thì thời tiết Hà Nội đã có mưa. Thế nhưng mà lúc này thì ngoài trời Hà Nội đã rất mưa rồi và không gian thì khô ráo hơn, thuận tiện để mọi người di chuyển đi học đi làm sau kỳ nghỉ lễ. Và khu vực tôi đang đứng là ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng thì lượng phương tiện di chuyển ở trên đường cũng đã bắt đầu đông hơn rồi. Có lẽ là vì mọi người cũng sợ tắc đường trong ngày đầu đi làm, thế nên là di chuyển sớm hơn so với mọi ngày. Và dự báo trong ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây, tạnh ráo và không mưa. Buổi sáng thì trời vẫn khá rét với nhiệt độ cạnh khoảng là 16 đến 18 độ. Đến trưa chiều thì không khí sẽ ấm áp hơn khi mà nhiệt độ tăng lên là khoảng 20 độ. Và hy vọng với những thông tin thời tiết tích cực như vậy thì sẽ giúp quý vị có được sự suôn sẻ cho những công việc trong ngày đầu đi làm. Xu hướng thời tiết dài hạn hơn trong tháng 1 này thì dự báo ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng sẽ không quá rét. Dự báo là nhiệt độ sẽ cao hơn so với tháng 1 trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5 đến 1 độ C. Và rét đậm, rét hại sẽ thu hẹp lại tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du của Bắc Bộ. Còn với khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ thì Tết Nguyên đán này quý vị yên tâm là trời sẽ không quá rét đâu ạ. Dự báo là nhiệt độ cao nhất trong ngày thì có thể là trên 20 độ C. Với khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận của miền Trung thì xu hướng thời tiết từ giờ đến Tết Nguyên đán thì lưu ý là trời sẽ có mưa nhiều hơn so với mọi năm. Dự báo là lượng mưa sẽ vượt so với mọi năm khoảng từ 10 đến 30 mm. Riêng khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi thì lượng mưa có thể là cao hơn so với mọi năm là từ 30 đến 60 mm. Ngay trong cuối tuần này thôi thì dự báo là miền Trung sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết chủ đạo từ giờ đến Tết Nguyên đán sẽ là trạng thái nắng ráo vì là đã bước vào mùa khô rồi. Và mưa trái mùa thì có khả năng xuất hiện chỉ về chiều tối với lượng không lớn. Và hy vọng những thông tin thời tiết Quốc Sáng vừa mang đến sẽ giúp quý vị chủ động được các kế hoạch của mình. Còn bây giờ xin mời trở lại trường quay của Chào Buổi Sáng ạ. Vâng, cảm ơn anh Quốc Sáng với thông tin vừa rồi ạ.